Trời Phật ơi, xa xa tiền thấy cái lợn nó quay ngược rồi cả nhà ơi, nó xúc cây dài ráo rồi. Trời đất ơi, nè, nó xúc cây giờ mà con cá nó còn tung tung cả nhà, cái cây nó văng qua bên kia luôn kìa. Tới công chuyện nữa rồi, cá gì đây, cá gì đây? Trời đất ơi, dữ lắm mà cả nhà ơi. Dạ, vẫn là cái là cá đầu tiên nữa nha cả nhà. Xa xa thì thấy cái lợn tiếp tục nó giăng cây ra nữa cả nhà ơi. Kìa, cái lợn nó giăng cây ra nữa rồi. Cá thì nó ngợp hàng hà, không biết còn cá không đây. Rồi thì nghĩ chắc xong hay gì rồi. Còn cả nhà ơi, còn cá còn nha cả nhà. 3-4 cá sặc nó ngợp hết trơn nữa, vô quậy nè. Dân dân cây ra nằm ngoài rồi nha cả nhà. Cá lóc cả nhà ơi, quá đã, hèn chi dân cây ra luôn. Cá lóc này cũng bự rồi cả nhà, khai là cái đầu tiên. Ngon lành cành đào cả nhà ơi, ngỏng là như vậy. Ơi có con cá gì đen đen ở trống nữa cả nhà ơi, con cá gì đen đen. Ê cá lóc cả nhà ơi, ngon. Cái đuôi nữa kìa. Đó, cái đuôi nó sọc sọc nằm trống cả nhà. U là trời, bự hay nhỏ ở đây, mấy con đây. Nước nó ép hay gì mà lục bình, nó đổ vô cái lò nó nhỏng lên. Ôi trời đất ơi, quá, mấy con đây. Mấy con. Ôi đất ơi. Một con cá lóc bự ra cả nhà, với một con cá dày, với hai con cá sặc. Cá lóc bự cả nhà ơi, ngon rồi. Cái lần này đợt rồi vô 3 con cá lóc với một con cá rô, đợt này vô một con cá lóc bự với một con cá dày. Cá dày cũng trọng trọng nè cả nhà. Ồ cá dày cái bông đẹp quá. Mời cả nhà mình tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Lò này tiền giảm mới nữa nha cả nhà. Không biết sao đây, địa điểm mới. Rồi, không nghe động đậy gì hết. Ý, có cả nhà ơi. Có. Con lành này. Ui, đất ơi. 3 con cá lóc dày nữa cả nhà. Quá đã. Ôi đất ơi, vô cả nhà ơi, sướng. Ok, có xuồng ghe người ta bơi tới cả nhà, xuồng ghe ta bơi tới thì không có dám nói chuyện nhiều nha. Rồi để tiền ướp máy bắt cá ra rồi mời cả nhà mình thăm cái là cá tiếp theo nha. Sướng quá, sướng bàn cá lóc dày. Dạ tiền mời cả nhà theo dõi mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Cái luồng lò đợt này có nước cả nhà, đợt rồi cạn queo luôn. Rồi ta tháo kinh á, cạn queo luôn. Cũng là cái chỗ huyền thoại, cái chỗ có cái thùng mót nè cả nhà. Rồi. Có cá, cái lò có cá cả nhà ơi. Tìm thấy có cái đuôi quậy quậy trong cổng rồi, biết cá lóc hay là cá chê đây. Có hiện tượng rồi. Cá gì đây, con cá gì đây, hy vọng là cá lóc nha. Trời ơi, cô nó lôi cái lò chạy luôn cả nhà. Đó, nó quậy cái đuôi chổng thấy không. Cảm giác này là cảm giác sướng nhất rồi cả nhà. Dở lên coi con cá gì đây. Quá, ôi trời ơi, quá dữ rồi. Một cặp cả nhà ơi, quá đã. Ôi trời ơi, một cặp cá lóc ngay cả nhà, ngon lành ngành đào, quá sướng. Thì ngoài đại gia đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Rồi, cái lò này có hiện tượng nữa cả nhà. Trời ơi, dữ lắm rồi, cái lò này
Lúc trước là vô một con cá lóc gần 1 ký nữa cả nhà. Còn bữa đợt này nữa rồi. Trời đất ơi, cá lóc khủng rồi cả nhà, vô rồi. Vô mánh rồi. Trời đất ơi, nó quậy chạy hết trơn luôn cả nhà ơi. Không biết mấy con đây, để tiền lao camera cái nha cả nhà. Cá nó phóng lên, nước nó văng lên camera rồi. Rồi, tiền mới lao camera xong, để tiền khui lên mấy con đây. Trời rất cười. Vô rồi cả nhà ơi, một cặp luôn. Một cặp có lóc khủng nữa rồi. Xe đã chạy tới cả nhà. Quá đã. Ôi, được coi một cặp cá lóc. Con này nó bị sần rồi cả nhà. Con kia nó cắn lộn hay sao nó bị sần rồi. Nè. Bị sần rồi, tiếc thiệt chứ. Còn con bên đây thì còn nguyên. Con bên đây mập lúc luôn cả nhà. Thì mời cả nhà mình tiếp tục thăm cái loại cá tiếp theo luôn. Tiền xa xa, tiền dòm xuống, tiền thấy cái loại nó có u u cả nhà. Nè, cái loại nó có u nè. Đó. Nè, mấy con cá gì đây? Đó, cái loại có nhúc nhích cả nhà. Trời ơi, cô vô vô rồi cả nhà ơi. Cá lóc khủng rồi. Cá lóc chà bá lửa luôn cả nhà. Kìa kìa, nó lội dưới kìa. Đó, đó, đó. Ủa, cá lóc hay cá chê ta? Cá lóc cả nhà ơi. Cá lóc. U lạ trời. Má ơi, vô rồi cả nhà ơi. Hiện chi tiền thấy cái dấu phóng nè. Có dấu phóng nè cả nhà. Quá đã. Mấy con. Ui đất ơi. Một con cả nhà ơi. Quá đã. Cá lóc gì mà trắng nõn không trời. Trời Phật ơi, xa xa tiền thấy cái lợn nó quay ngược rồi cả nhà ơi. Nó xúc cây dài ráo rồi. Trời đất ơi, nè, nó xúc cây giờ mà con cá nó còn tung tung cả nhà. Cái cây nó văng qua bên kia luôn kìa. Tới công chuyện nữa rồi. Cá gì đây. Trời đất ơi, dữ lắm rồi cả nhà ơi. Dữ lắm rồi. Trời đất ơi. Má ơi. Cặp cá lóc khủng cả nhà ơi. Hết nói nổi rồi. Ông bà phù hộ độ rồi. Trời Phật ơi. Vô mánh rồi. Xa xa tiền lại tiền thấy. Cái loại nó bùng cây ra nó nhỏng rồi. Mà nó chuối lên. Tiền thấy nghi ngây rồi. Trời đất ơi, một cặp cá lóc. Má ơi. Địa điểm mới nữa cả nhà. Cái giày nó dính vô cái hôm hay gì trời. Trời đất ơi. Dính vô cái hôm nó ngọt rồi cả nhà ơi. Trời ơi, coi có lóc cả nhà ơi. Ngon rồi. Có lóc. Đó. Ui, coi. Vô rồi. Một con cá lóc. Chà bá luôn cả nhà. Với một con hèn chi nó vô nó quần con cá lóc dày này nó ngọt nè cả nhà. Cái loại này tiền giảm mới nữa cả nhà. Tiền giảm mới liên tục. Chỗ nào trống trống là tiền giảm mới. Giờ đặt chỗ mới mới có cá cả nhà ơi. Chỗ cũ làm như hết cá hay sao. Chà, tiền thấy cái loại nó giật nè, không biết sao đây. Thấy cái loại nó giật nè, không biết cá gì đây. Đó. Có cá cả nhà ơi. Xe ta chạy tới cả nhà ơi. Tiền nói nhỏ, tiền núp xuống xe ta chạy tới. Có cá nha cả nhà. Cái lóc hay gì đây, nó mới phóng đây. Mấy con đây không biết. Ôi trời đất ơi. Vô rồi cả nhà ơi. Ôi đất ơi. Vô mảnh. Rồi. Ướt camera cả nhà. Vô mảnh cả nhà ơi, một cặp cá lóc luôn. Dạ, tiền mời cả nhà mình thăm cái loại cá tiếp theo luôn.
Rồi rồi rồi, lụm hàng nữa cả nhà ơi. Tiền xa xa tiền thấy một cặp cá lóc nữa cả nhà. Hên ở đây còn một miếng nước, nước này cũng gần cạn ra cả nhà. Trời đất ơi, cả nhà mình thấy cặp cá lóc không nè? Đây một con nè, để nằm bên đây một con nè, quá đã luôn cả nhà ơi. Xe người ta chạy tới. Ôi cô ơi, quá sướng. Cặp cá lóc nữa nha cả nhà. Vô mánh này. Có cá gì cả nhà ơi. Có cá gì. Cái lò nó rung dữ lắm cả nhà. Phải cá không đây? Vô cá lóc khủng khủng vậy. Có cá cả nhà ơi. Cá lóc. Cá lóc cả nhà. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, vô rồi cả nhà ơi. Trời đất ơi. Vô vô vô. Cá lóc khủng rồi cả nhà ơi. Ở đây chạy cá lóc tiếp. Cái gì bớt chạy, chạy cá lóc lại nha cả nhà. Địa điểm mới này thì hình như thăm đợt này là đợt thứ ba ha, đợt thứ ba cả nhà cả nhà. Hai đợt kia toàn là trúng cá dày. Với đợt rồi một con cá lóc, đợt này cá lóc nữa nha, nha cả nhà. Với đợt rồi tiền thăm sẽ dính một con cá lóc mà nó bị ngợp á. Nó dính ở ngoài cái hôm á, nó bị ngợp, cá lóc bự lắm cả nhà. Trời ơi, coi Hugo. Ê có cá cả nhà ơi. Có cá, có cá, cái lò nó giật giật dữ lắm rồi. Đó, đó đó. Cái lò nó giật giật dữ lắm cả nhà. Đó, đó đó, thấy không? Đó 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 đó. Trời trời trời, rồi vô rồi. Cái gì đây? Đó 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 đó. Cái gì đây? Cái gì đây? Cá lóc khủng. Khủng. Rồi 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 rồi. 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 Vô hàng khủng nữa rồi cả nhà ơi, hàng Hugo rồi. Ôi đất ơi. Vô 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 cả nhà ơi. Đó. Quá khủng rồi, cá lóc khủng cả nhà ơi. Vô vô vô, sướng sướng cả nhà ơi, ngon lạnh. Cá nó nhảy cái ướt camera mở câm luôn cả nhà ơi, để tiền lao camera cái coi. Có cá trong đây rồi, nó bay cái lò ra ngoài luôn. Không tiền đặt đâu phải vậy, không tiền đặt nó nằm ở trong đó đó cả nhà, bây giờ nó bay ra tới đây luôn nè. Ý, còn cơm con cá còn cả nhà ơi. Ồ, con lóc còn. Kìa, đó, đó thấy không? Nó còn quậy giống á. Đó, đó, đó. Nó còn quậy. Ồ, nó coi. Ồ, cặp cá lóc nha cả nhà. Để tiền bỏ cái bào cá lên, cái tiền chỉ cho cả nhà mình. Kìa. Cái lò nó giật giật dữ lắm cả nhà. Quá trời người ta hát nhạc. Cái cá gì đây? Có con cá sặc nó bị ngợp. Hy vọng là cá khủng. Cá nó giật cái lò mạnh lắm cả nhà. Không biết sao đây. Ôi đồ côi. Rồi. Ôi đồ côi. Quá trời rồi. Ôi đồ côi. Ôi đồ côi. Ôi đồ côi. Ôi đất ơi, quá khứ trận này rồi. Ôi đất ơi, má ơi, 2, 4, 5 con cá lóc. Dạ, tiếp tục. Mời đại gia đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Ủa cái lò sao nó nằm vậy kỹ ta. Rồi vô cá gì nữa cả nhà ơi. Cái gì nó mang cái lò nó chạy ra một khúc luôn. Không tiền đặt lúc trong đây nè cả nhà. Mang vợ nằm ở đây nè. Cá gì đây? Ôi lô côi. Ôi lô quá khủng rồi. Quá dữ cả nhà ơi. Ôi có một cặp luôn. Một cặp chả bá luôn cả nhà ơi. Vô hệ rồi. Vô cả nhà ơi. Sướng. Ôi lô. Quá khứ rồi. Hẹn chi nó lôi cái lời của tiền chạy ra một khúc luôn cả nhà.
Quá sướng rồi, quá đã trận này rồi. Trời ơi, cái lò sao nó nhỏng gì kỳ vậy? Sao nó nhỏng lên trên luôn cả nhà nè. Một con cá thác lát nó bị ngợp. Ồ, vô nữa cả nhà ơi. Vô. Để tiền vụ, tiền lấy cái con cá ngợp này ra trước. Để nó quậy một cái là như mắm bù hóc luôn cả nhà. Nè, tiền lấy này ra tiền dục. Quá khủng cả nhà ơi. Quậy một cái là như mắm bù hóc luôn. Quá trời rồi. Ôi, quá đã cả nhà ơi. Sướng. Tiền đem lên bờ liền. Tiền lội mình mấy ướt nhẹp luôn cả nhà. Nè, mình mấy lôi ngon rất ngót luôn. Trời ơi, con cá lóc. Quá đã cả nhà ơi. Con này chắc tầm cỡ 8 lạng, 7 lạng nữa quá. 700 gram á cả nhà. Con này có 700-800 gram á. Nó dài gần đụng tới cái lờ nữa cả nhà. Nè. Chà, cái lờ đợt này nằm giữ nguyên hiện trường nè. Còn nằm nguyên ở trong đây nè. Biết sao đây. Trời gì đó coi. Vô rồi cả nhà ơi. Ôi ơi, con lương chà bá nện luôn cả nhà ơi. Ôi ơi, cua vàng khè luôn. Trời mưa là chỗ này có lương chạy rồi cả nhà ơi. Khu vực trầm lầy này quá phê cả nhà ơi. Sướng nè, sướng. Một cái cây nó bung nè. Ôi ơi, tiền thấy cá. Rồi. Tiền thấy cá lóc nó lộ trong đây, hà trong đây cả nhà ơi. Ôi, vô cả nhà ơi. Vô hệ. Quá đã cả nhà ơi. Để coi tiền đếm có bao nhiêu con cá lóc nha. Tiền lợi. Tới cái lợi tiền thấy. Cái lợi nó nhúc nhích cả nhà. Nó giật cái lợi luôn. Tiền thấy nó lội nước trong á. Tiền thấy nó lội dưới luôn. Con kia chắc nó vô lâu lắm hay gì nè cả nhà. Nãy giờ tiền kiếm cái lợi này rồi, cái lóc ngợp nữa cả nhà ơi. Nè, ngợp nữa nè. Ui, có cả nhà ơi. Có còn nữa cả nhà ơi. Còn nữa mà không biết cá gì đây. Để tiền lấy cái con cá ngợp này ra trước nha cả nhà. Trời ơi, nó tung cái lợi chạy dữ lắm cả nhà ơi. Mới có 3 đêm mà cá nó ngọt hết trơn rồi cả nhà ơi. Kỳ cục không biết. Quá hồi quá. Cá gì đây? Cá lóc khủng. Cá gì đây? Có con cá rô phi nữa. Trời đất ơi. Vô cả nhà ơi. Con cá lóc với hai con rô phi. Con cá rô. Quá rồi. Vô mánh nữa cả nhà ơi. Trời ơi, một con cua nữa. Vô mánh, cá lóc bành kia nái luôn cả nhà. Hai con rô phi nữa. Ây da, sâu dữ ta. Rồi tiền đặt ngoài đây nè cả nhà. Trời ơi, có dấu hiệu gì không đây? Trời, có cả nhà ơi. Có. Cá lóc cả nhà ơi. Đó. Ui, quá đã cả nhà ơi. Xuống. Ngon lành. Địa điểm mới nha cả nhà. Quá trời rau nhúc, non xèo luôn. Với hai con cá rô phi. Ngon lành. Nè cả nhà. Hai cá rô phi mập ú luôn. Còn cá lóc cũng mập ú luôn. Quá tuyệt vời.
Dạ, thì mời cả nhà mình thăm cái loài cá tiếp theo luôn. Trời đất ơi, tiền lại tới cái loài tiền thấy nó giật cả nhà ơi. Ồ, có cỏ cả nhà ơi. Ồ, đất ơi. Ồ, đất ơi, nó lội trống nè. Vô, vô, vô. Vô cả nhà ơi. Đó. Ồ, đất ơi, hai con cá lóc. Hai con cá lóc nè cả nhà. Quá đã luôn nè. Hai cá lóc, một cá rô với một con cá cửng nhỏ. Số ốc. Quá đã cả nhà ơi. Một cặp cá lóc. Ngon lành ngành đạo. Một con cá rô. Cá rô này chắc ốm quá. Cá rô này ốm nhơ mà cả nhà ơi. Thả đi. Rồi, đừng ớt mái nha cả nhà. Nước nó đục đục cả nhà ơi. Cái là ở đây nước nó sao nó đục dữ ta. Rồi, 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 rồi. Rồi. Bung cây cả nhà ơi. Quỷ vậy. Bung cây. Thôi, thôi, thôi. Thôi, thôi. Quá khứ rồi cả nhà ơi. Trời ơi, bung ra hai cây luôn rồi. Trời ơi, coi bốn cá lóc. Hèn chi tiền gì hồi lại tới tiền thấy nước nó đục đục cả nhà. Trời ơi, bốn cá lóc. Ê, có cá cả nhà ơi. Cá gì đây? Đó. Cá gì đây? Ôi ôi. Vô cả nhà ơi. Vô vô vô. Con cá lóc nha cả nhà. Rồi. Con cá lóc với một con rô phi. Hai con rô phi mà nó ngợp hết con rồi cả nhà. Để tìm bắt ra cái nó giải cái này. Nó văng làm như nước mắm. Ướt camera cả nhà ơi. Để Thiền lau camera cái nha. Quá đã luôn cả nhà. Nhà phút cuối. Nhờ bà cậu thương cả nhà ơi. Nè. Cái lời này cũng là cái lời cuối cùng cả nhà mình ơi. Cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Và bây giờ thì Tiền thấy cái loài nó có nhúc nhích rồi cả nhà. Kìa. Cái loài nó cứ giật xuống luôn nè. Không biết cá gì đây. Hy vọng là cái cuối này vô cái con cá lóc khủng khủng. Cá gì đây? Ôi ôi. Ôi ôi, dữ lắm rồi cả nhà ơi. Dữ lắm rồi. Ôi ôi. Chà bá luôn. Hugo cả nhà ơi. Xuống ơi là xuống. Đó. Ôi ôi, Hugo. Cá này không biết vô ký nổi không đây. Vô ký nổi không đây cha ta. Quá wow, trời con cá nó mập. Cá nó mập từ đầu tới đuôi luôn cả nhà. Từ đầu tới đít luôn.